Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi của chúng tôi ngày 5 tháng 12 năm 2019. Trong những ngày qua, tỉnh Đồng Nai đang kêu gọi các doanh nghiệp bắt tay ổn định giá thịt heo trong thời gian tới. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Đồng Nai đã hỗ trợ gần 490 tỷ đồng cho các hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Theo số liệu thống kê, hơn 3.400 cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi ở các địa phương đã được hỗ trợ về kinh phí. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như Biên Hòa 100%, huyện Trảng Bom giải ngân 94%, huyện Cẩm Mỹ gần 88%, huyện Nhân Trạch gần 81%. Một số địa phương có tỷ lệ thấp như Long Thành 37%, thành phố Long Khánh 50%, Xuân Lộc 53%. Đồng thời, Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các doanh nghiệp, các cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi an toàn, chưa có heo bị dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi, tích cực tăng đàn, đồng thời hỗ trợ nguồn giống tốt cho các trang trại, các hộ chăn nuôi đủ điều kiện tái đàn ổn định giá heo trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Trong ngày 5 tháng 12, giá lợn hơi tiếp tục tăng ở nhiều địa phương trên phạm vi cả nước. Cụ thể như sau, đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc, ghi nhận có Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ninh đều tăng về giá bán. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, ghi nhận có Quảng Bình, Bình Thuận, Đắk Lắk và Lâm Đồng có xu hướng tăng nhẹ, giao động 1.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Nam, ghi nhận có Bình Phước, Cà Mau, Trà Vinh và Tiền Giang đều có xu hướng tăng. Các tỉnh khác hầu như là không có sự thay đổi so với những ngày trước đó. Giá heo hơi cụ thể trong ngày 5 tháng 12 như sau. Thứ nhất đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc. Theo ghi nhận thì các tỉnh ở khu vực miền Bắc có xu hướng tăng mạnh và có rất là nhiều tỉnh, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Hà Nội hiện nay các thương lái vẫn đang thu mua phổ biến với mức giá đó là 73 đến 74.000 đồng trên kg và tăng nhẹ giao động 1.000 đồng trên kg. Vĩnh Phúc vẫn giữ mức giá ổn định 72 đến 73.000 đồng trên kg. Bắc Ninh cũng đang giữ mức giá ổn định 74 đến 75.000 đồng trên kg. Hưng Yên cũng dao động 74 đến 75.000 đồng trên kg. Hải Dương dao động mức giá 73 đến 75.000 đồng trên kg. Hải Phòng dao động mức giá 74 đến 75.000 đồng trên kg. Tỉnh Thái Bình ghi nhận mức giá 73 đến 74.000 đồng trên kg. Tỉnh Hà Nam có xu hướng tăng nhẹ, giao động 1.000 đồng trên kg và hiện nay tỉnh này đang thu mua với mức giá phổ biến là 73 đến 74.000 đồng trên kg. Nam Định cũng giao động mức giá 73 đến 74.000 đồng trên kg. Trong khi đó Ninh Bình có mức giá cao hơn, hiện nay Ninh Bình giao động mức giá 75 đến 76.000 đồng trên kg. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng đối với các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng này, mức giá khá là cao và ổn định, giao động mức giá 73 đến 75.000 đồng trên kg. Tiếp theo đó là đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc. Trong ngày hôm nay, ghi nhận có tỉnh Hòa Bình có xu hướng tăng, giao động từ 1 đến 2.000 đồng trên kg. Và hiện nay Hòa Bình giao động mức giá 74 đến 75.000 đồng trên kg. Sơn La giao động mức giá 74 đến 76.000 đồng trên kg. Lai Châu cũng có xu hướng tăng nhẹ và hiện nay đang giao động mức giá 74 đến 75.000 đồng trên kg. Tỉnh Điện Biên giao động mức giá 72 đến 74.000 đồng trên kg. Như vậy đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc này có Lai Châu và Hòa Bình đều có xu hướng tăng. Đối với các tỉnh ở khu vực Đông Bắc Bộ, ghi nhận có tỉnh Yên Bái và tỉnh Quảng Ninh có xu hướng tăng. Trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 12 thì có tỉnh Thái Nguyên có xu hướng tăng. Nhưng mà tỉnh này thì theo dự báo thì trong ngày 5 tháng 12 thì tỉnh này đang giữ mức ổn định. Và hiện nay Thái Nguyên đang giao động mức giá 74 đến 75.000 đồng trên kg. Phú Thọ cũng giao động mức giá 73 đến 74.000 đồng trên kg và hầu như không có sự thay đổi về giá so với ngày hôm qua. Lào Cai 73 đến 74.000 đồng trên kg. Yên Bái ghi nhận có xu hướng tăng nhẹ và hiện nay giao động mức giá 74 đến 75.000 đồng trên kg. Hà Giang cũng có mức giá tương tự 74 đến 75.000 đồng trên kg. Tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Cạn đang giữ mức khá là cao. Hiện nay Cao Bằng giữ mức giá đó là 76 đến 77.000 đồng trên kg. Trong khi đó thì Bắc Cạn thì có mức giá thấp hơn một giá. Hiện nay giao động 75 đến 76.000 đồng trên kg. Tuyên Quang 73 đến 74.000 đồng trên kg. Quảng Ninh có xu hướng tăng nhẹ, giao động 1.000 đồng trên kg và hiện nay giao động mức giá 74 đến 75.000 đồng trên kg. Tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn hiện nay vẫn
đang phổ biến với mức giá 75 đến 76.000 đồng trên kg. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì tỉnh Bắc Giang có xu hướng tăng, tuy nhiên là cái xu hướng tăng này nó không bền vững, chính vì vậy mà hiện nay vẫn đang dao động mức giá là 75 đến 76.000 đồng trên kg, và đây cũng là mức giá khá là cao ở khu vực này. Tiếp theo đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì ghi nhận có tỉnh Quảng Bình, tỉnh Bình Thuận ở khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ có xu hướng tăng, các tỉnh khác hầu như là không có sự thay đổi về giá so với ngày hôm qua. Cụ thể như sau, đối với Thanh Hóa và Nghệ An vẫn đang dao động mức giá 72 đến 73.000 đồng trên kg, và đây là mức giá khá là cao ở khu vực này. Hà Tĩnh dao động mức giá 69 đến 70.000 đồng trên kg. Tỉnh Quảng Bình tăng một giá so với ngày hôm qua và hiện nay dao động mức giá 64 đến 65.000 đồng trên kg. Tuy là có tăng nhưng ở tỉnh Quảng Bình này mức giá đang khá là thấp so với các tỉnh khác. Quảng Trị dao động mức giá 67 đến 68.000 đồng trên kg. Thừa Thiên Huế dao động mức giá 63 đến 65.000 đồng trên kg và không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Tiếp theo đó là đối với các tỉnh ở khu Nam Trung Bộ. Nam Trung Bộ thì ghi nhận có Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định vẫn giữ mức giá cao. Các tỉnh còn lại như Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đang giữ mức giá khá là thấp so với các tỉnh ở khu vực mặt bằng chung ở khu vực Nam Trung Bộ. Cụ thể như Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn đang dao động mức giá 65 đến 67.000 đồng trên kg. Bình Định 66 đến 68.000 đồng trên kg. Tỉnh Phú Yên dao động mức giá 61 đến 63.000 đồng trên kg. Tỉnh Khánh Hòa dao động mức giá 62 đến 63.000 đồng trên kg. Tỉnh Ninh Thuận dao động mức giá 60 đến 62.000 đồng trên kg. Và tỉnh Bình Thuận thì có xu hướng tăng nhẹ, dao động 1.000 đồng trên kg. Và hiện nay đối với tỉnh này đang dao động mức giá đó là 62 đến 63.000 đồng trên kg. Đó là đối với các tỉnh ở khu Nam Trung Bộ. Sang khu vực Tây Nguyên thì ghi nhận ở các thương lái thì có tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng có xu hướng tăng, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Lắk heo đẹp có thể tăng đến 2 giá so với ngày hôm qua. Cụ thể như sau, tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai hiện nay các thương lái vẫn đang thu mua với mức giá phổ biến là 67 đến 69.000 đồng trên kg. Đắk Lắk dao động mức giá 72 đến 73.000 đồng trên kg, và đây là tỉnh có xu hướng tăng mạnh, dao động từ 1 đến 2.000 đồng trên kg so với ngày hôm qua. Tỉnh Đắk Nông dao động mức giá 67 đến 68.000 đồng trên kg, trong khi đó Lâm Đồng cũng có xu hướng tăng và hiện nay dao động 72 đến 73.000 đồng trên kg. Đó là đối với khu vực Tây Nguyên. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung Tây Nguyên thì đều phần lớn các tỉnh đều có xu hướng tăng, tuy nhiên là cái mức tăng này không đáng kể, chỉ dao động tỉnh nào cao thì có thể đến 2 giá thôi. Chứ không tăng đến 3-4 giá như là trong buổi sáng ngày hôm nay. Sang khu vực Đông Nam Bộ. Khu vực Đông Nam Bộ ghi nhận có Bình Phước có xu hướng tăng, dao động 1.000 đến 2.000 đồng trên kg. Các tỉnh khác thì vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua. Cụ thể như sau, Đồng Nai vẫn đang dao động mức giá 73 đến 75.000 đồng trên kg và không có sự thay đổi về giá so với những ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đều đang dao động mức giá phổ biến 70 đến 71.000 đồng trên kg. Tây Ninh 68 đến 69.000 đồng trên kg. Tỉnh Bình Phước dao động mức giá đó là 67 đến 68.000 đồng trên kg, và đây là tỉnh có xu hướng tăng nhẹ ở khu vực Đông Nam Bộ. Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang dao động mức giá 71 đến 72.000 đồng trên kg, đây là mức giá khá cao ở khu vực này. Sang khu vực Tây Nam Bộ. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ thì ghi nhận có tỉnh Cà Mau có xu hướng tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg, Trà Vinh và Tiền Giang đều có xu hướng tăng. Các tỉnh khác không có sự thay đổi về giá so với ngày 4 tháng 12 năm 2019. Cụ thể như sau, tỉnh Long An vẫn đang dao động mức giá 74 đến 76.000 đồng trên kg, Cần Thơ 72 đến 73.000 đồng trên kg. Thì các bạn có thể theo dõi về cái bảng giá ở bên cạnh của video này thì hầu như các tỉnh này thì đều trên 70kg hết rồi các bạn ạ. Tỉnh Vĩnh Long dao động mức giá 70 đến 71.000 đồng trên kg. Kiên Giang dao động mức giá 70 đến 72.000 đồng trên kg. Đối với heo đẹp ở tỉnh Kiên Giang có thể bán được mức giá 72.000 đồng trên kg. Bạc Liêu dao động mức giá 69 đến 71.000 đồng trên kg. Cà Mau tăng nhẹ dao động 1.000 đồng trên kg và hiện nay mức giá đang là 69 đến 70.000 đồng trên kg. Đồng Tháp 70 đến 71.000 đồng trên kg. Tỉnh Sóc Trăng
Mức giá phổ biến là 70 đến 72.000 đồng trên kg. Cái mức 72 này heo đẹp thì mới có thể bán được mức giá đấy thôi các bạn nhé. Sóc Trăng dao động mức giá 70 đến 72.000 đồng trên kg. Tỉnh Trà Vinh có mức giá khá là cao, Trà Vinh và Tiền Giang đều có mức giá cao và đều có xu hướng tăng và hiện nay dao động mức giá 74 đến 75.000 đồng trên kg. Với cái mức giá 74 đến 75.000 đồng trên kg thì đây được coi là mức giá rất là cao ở khu vực Tây Nam Bộ này. Tỉnh Hậu Giang dao động 72 đến 73.000 đồng trên kg và Bến Tre dao động 71 đến 72.000 đồng trên kg. Đó là giá heo hơi ở khu vực miền Nam. Và đối với khu vực miền Nam này, mức giá thấp nhất là 69.000 đồng trên kg và mức giá cao nhất là 76.000 đồng trên kg. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn bảng giá heo hơi hàng ngày. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ quý anh chị và các bạn. Hãy ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi giá heo hơi hàng ngày của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi báo giá tiếp theo.